Ban nãy bảo nhà mình tên gì anh nhỉ? À, anh qua. Hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt bàn giao cho nhà anh Thiệu Đích ở tại đây là khu mấy anh? Khu 10. Khu 10 yên dưỡng. Cầm Khê một chiếc bàn thờ gỗ mít. Mẫu rất là mới, mẫu hàng sửa theo yêu cầu của gia đình đây. Cái bóng điện này mở đâu anh? Đây, chiếc bàn thờ. Mẫu rất là mới, mẫu dạ độc tứ linh, yếm rồng. Đây hình ảnh tổng thể trước đây. Tôi có quay lại cái clip này. Clip làm kỷ niệm. Đây phần dạ bàn thờ này đục là dạ rồng trầu đầu phù. Bên dưới cũng có hai chú rồng. Rồng leo bên dưới này, bên trên là phượng. Đây là phần cổ. Phần cổ thì vẫn giống những chiếc bàn thờ thông thường là cổ nghê trầu cuốn thư. Cái điểm đặc biệt của cái án gia này là có đục cái phần chân. Chân đục đôi hạ. Có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đầu gỗ Tùng Tám nhé. Địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Thọ và số điện thoại là 0987 5108 6.